chicken trên kia. Chạy rồi. Ok, xin chào các bạn. Làm một cái video unbox con Oyster 10. Đây là một con mà rất là nhiều người bao giờ mà người ta hay xài các bạn. Con này thực ra là nó mắc tiền các bạn. Mình sẽ làm cái video unbox và review coi ở bên trong cái máy này á nó có cái gì bên trong. Ok, cái video này á mình sẽ unbox nó ra cho các bạn. Đây là cái con Oyster 10. Đây là cái loại collet, cái loại không dây mà cái lưỡi của nó là nó gọi là detachable á, là cái lưỡi rời các bạn, lưỡi rời giống như cái con 76 ngày xưa các bạn hay xài con 76, con classic 76 rồi, nó sẽ có lưỡi rời giống như vậy. Thì các bạn muốn xài thì các bạn gắn lưỡi rồi rồi các bạn xài thôi. Và mình sẽ mở con này ra là để coi em mình sẽ review sơ sơ cho các bạn trong cái gì mà. Ok, review cho. Mình sẽ chỉ cho các bạn nó trên cái map của nó. Nó sẽ show cho các bạn coi cái power, cái runtime của nó đó. Nó đi theo cái hình như vậy. Thực ra nhìn vô cái hình này nhiều khi các bạn không có hiểu meaning nó ra sao. Vì nó different với mấy cái con mà heavy duty cordless của thằng Andis ra sao. Thì thực ra mình giải thích sơ một chút là cái con Oyster 10 này á, các bạn hình dung nó chạy bằng cái battery là cái pin bên trong á, cái mà giống như là hả cái percent pin của nó bên trong nó chạy nó khác với những con khác ở chỗ là khi mà cái pin nó đầy nó cao á, nó yếu dần thì nó sẽ đi theo cái đường giống như cái đường dốc xuống như vậy. Còn với con này á, con này thì nó lại khác một chút là nó better hơn là ở một chỗ là khi mà cái pin của nó cận hết pin nữa, nó yếu rồi, nó vẫn còn vuốt gì rất là mạnh, giống như là lúc full battery, giống như là cái lúc mà nó đầy bình đấy các bạn. Rồi khi mà nó hết cái là nó hết luôn, nó turn off cái nguồn luôn, chứ nó không có đi theo cái kiểu mà đi nó chảy yếu dần cho tới hết pin, nó không có như vậy, mà nó chảy từ lúc full battery, cái lúc mà đầy pin ví dụ từ 100% tới 5% đi. Là nó chảy với cái mà nó gọi là cái shock mà cái nhịp của nó đều như vậy luôn, chứ nó không có yếu dần mà nó khi mà nó hết pin thì tự động nó turn off cái nguồn luôn. Ok, vậy bây giờ mình sẽ mở cái hộp nó ra. Cái hộp nó thế này thôi. Ok, cái này để qua một bên. Còn đây là cái hộp bên trong nó đây các bạn. Đây cái hộp bên trong đó là cái con đó đây. Đây là con Oyster 10. Và cái con này thì pin của nó các bạn, pin của nó là các bạn có thể tháo dời được bằng cách các bạn hold hai cái finger, cái thumb và cái index finger, em put hai bên này rồi các bạn kéo nó ra như vậy. Và nếu các bạn có tiền á, các bạn có thể mua thêm cái cục pin dự phòng, cục pin giờ của nó. Ok, mình để đây cảnh con 76 để mình các bạn có thể so sánh cái xài của nó. Ok, còn cái bên trong hộp của nó cũng không có nhiều các bạn. Có mấy thứ cuốn sách hướng dẫn. Thực ra thì cái hàng nào cũng vậy thôi, nó cuốn sách hướng dẫn. Nhưng mà mình professional rồi thì mấy cái đó thì chắc khỏi cần coi nữa các bạn. Nó kèm cho mình extra thêm một cái detachable plate ở bên dưới này á. Là một cái chai dầu và một cái brush để mà các bạn clean up nó mình bỏ ra ngoài đi. Ok, còn bên trong này á thì ra đây là cái cable charger, cái bộ sạc và cái stand các bạn. Oh, look at it. Ok, thì mình sẽ cắm mình xài thử cho các bạn coi. Con này là một cái con mà mình tốn nhiều tiền nhất để mà mình săn. Thực ra thì cái giá mà giá gốc của nó là khoảng order trên Amazon nên là khoảng 300 mấy cho tới 400 before tax các bạn. Là các bạn khi mua các bạn sẽ phải trả thêm cái tiền thuế và cái tiền mà người ta shipping cho các bạn. Thì cụ thể thì tùy từng cái mà cái nguồn hàng bạn mua sao mình không rành, nhưng mà giá trên Amazon của nó là khoảng 300 mấy cho tới 400 các bạn. Cắm vô rồi các bạn. Đây là cái stand mà các bạn có thể để trên bàn các bạn. Để mình coi cái lưỡi mình nó gắn vô cái máy này mấy sẽ không được. Ok. Cái là cái số 1 các bạn.
mình mở cho nó nhìn vậy. Ok, mình sẽ mở thử cho các bạn coi cái tiếng nó kêu các bạn. Man, look at it. Cái mặt trên rồi nó có cái label, cái logo của Oster đây. Còn bên dưới nó ghi như vậy đây. Các bạn coi kỹ thì nhiều khi mà bên Việt Nam á, các bạn mua mà các bạn tránh hàng giả thì các bạn cũng có thể coi cái view này để coi cái cụ thể của nó. Đằng sau nó có cái một cái giống như cái seal của nó over here. Đó là like it. Còn ở đây khi các bạn mà xài xong các bạn sẽ cắm vô cái stand này. Nó sẽ như vậy. Đó, cái pin nó sẽ chuyển qua cái... Ví dụ mà cái máy các bạn hết pin hoặc các bạn có thêm những cái... Có pin mới á, thì các bạn có thể cắm vô như vậy. Đó, các bạn thấy không? Khi mà cắm không cắm thì cái đèn nó màu xanh rồi. Cắm vô nó như vậy. Đó, trường hợp các bạn mà... Nếu như các bạn có hai cái battery, có hai cái cục pin như vậy thì các bạn sẽ cắm vô như vậy. Để mà nhiều khi các bạn build gì khách á, làm liên tục rồi không kịp cho các bạn sạc á, thì các bạn có hai cái pin thì ok, nó sẽ khỏe hơn cho các bạn. Ok, để mình gắn lại để mình review thêm các bạn coi. Cái con này trên tay cầm á, xem coi. Mình feel lên thì nó có vẻ nó, các bạn nhìn so với cái con mà con original của thằng Oster là con mình lấy ở đây là con 76 à. Coi cái chiều dài của nó. Nó mỏng hơn. Và cái chiều ngang của nó thì cũng có thể là bằng nhau. Mình không biết nữa, nhưng mà khi mà so cái độ dài của nó các bạn thì nó dài hơn con 76. Right. Nó dài hơn con 76. Đó, và ok, bây giờ để mà mình mở hai con lên để cho các bạn so sánh cái mà giống mà cái tiếng nó quốc sao các bạn. Đây là con 76, mình sẽ mở chiếc con 76. Rồi mình chuyển con này. Ok, mình tắt, mình mở con này không. Con octane này á, để mình coi cái vibration á. Ở đây mình nói là cái vibration, cái mà rung á thì cái mình thấy con xem giống nhau thôi. Nhưng mà tiếng ồn của con 76 thì nó có vẻ nó hoạt động nó ồn ào hơn chút. Thì thực ra thì con 76 nó có thêm một cái bộ là cái system mà nó nằm mát á, nên là nhiều khi mà mình xài nó mình cảm giác là hả ồn ngào hơn, tại vì nó làm mát bằng cái air các bạn, một cái chỗ in một chỗ out bằng gió các bạn. Và thực ra cái con Oster Octane này á, nó nói chung là nó tiền nào của đó các bạn. Cái con 76 khi mà các bạn cách mà lên cái form tóc á, thì do là nó có cái hệ thống mà quạt bằng gió các bạn, thì vô tình vậy á, nó thổi cái tóc nó bay tùm lum các bạn. Nhiều khi các bạn không để ý, các bạn để gần cái cơ thể các bạn vô cái đầu để mà mình coi kỹ á, thì cái tóc nó bay, nó nhiều khi các bạn sẽ hút lấy cái mũi các bạn á, sẽ bị cái gió nó thổi cái tóc lên các bạn, sẽ hít vô mũi các bạn. Nhưng mà con này cái đó nó đã remove đi được, tại vì nó không có hệ thống mà làm mát như vậy. Vậy là cái con này nó sẽ đi cầm theo cái máy, là nó cho các bạn là nói chung cuốn sách hướng dẫn rồi hai cái detachable play. Ở Việt Nam mình thì hay gọi là cái lưỡi rời đó. Một cái stand, một cái stand như vậy, rồi một cái chai dầu và một cái brush để các bạn chùi cái máy này thôi. Ok, để mình mở thử một lần lửa hand cho các bạn coi. Ở trong là cái tung đơn làm gì. Ok, đây có con xin nhờ các bạn. Đây có con xin nhờ ở dưới các bạn. Cho các bạn coi cái size của nó luôn.
Đây là con si nhờ. Cái tiếng của con si nhờ nó sẽ kêu như vậy. Cho bạn so sánh. Ok vậy thôi. Ok, vậy thank you các bạn. Cái video này chỉ có vậy thôi. Mình hẹn các bạn trong những cái video sắp tới. Mình sẽ làm một cái video mà xài cái con này luôn. Xài cái con 76 này cho các bạn coi luôn. Alright, thank you các bạn.